tông đồ đã thấy, đã tin và đã làm chứng Đức Kitô phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn vững tin vào Chúa phục sinh và nhiệt tâm loan truyền cho mọi người biết Chúa đã chiến thắng. Lời Chúa cho đám ăn